video này không phải để giới thiệu cho anh em quán ăn, bởi vì những món này sẽ khó mua ở Việt Nam anh em ạ. Đây là quà của sếp mình đi Thái Lan về. Anh em đi Thái Lan mà không biết mua quà gì về cho người thân, đây là những món này. Anh em tham khảo, dài một nửa người mình. Chén từng món một nha. Đã đủ ngọt ngọt cay cay em ạ. Không biết ngon hơn bento của mình hay không, nhưng mà mình thấy lạ miệng hơn em ạ. Mực này cũng bông bông ấy. Món này ăn vặt văn phòng thì số 1 luôn. Bim bim mực này có vẻ bim bim xịn đấy em ạ. Ở Việt Nam mình nhiều hàng đều lắm, không thơm lắm. Ngon nha. Gia vị rất vừa. Vẫn là ngọt ngọt, vị ngọt ngọt anh em ạ. Tất nhiên là bim bim mực thì sẽ phải có vị mực đúng không anh em? Nhưng mà hầu hết tất cả các loại bim bim mình ăn đều không có vị mực đâu. Cái này cũng thế. Nhưng ăn vặt thì sướng. Anh em thấy hình con cá không? Rau ngon lá, cá ngon đầu, cho nên mình sẽ ăn từ đuôi lên. Á lù, nó chỉ có vị hơi ngọt thôi anh em ạ. Vị sa tế nhưng mà vị sa tế nó rất là nhạt. Thịt của nó thì không biết là làm từ gì, giống bìa cắt tông vãi thôi. Món này không ngon, không ngon. Anh em đi Thái lưu ý này, món này không ngon nhá. Không còn mua làm quà đâu. Tiếp theo là bánh thông am pai anh em ạ. Nhìn có vẻ ngọt đấy. Ông Thái Lan lúc nào cũng ngọt với cả cay. Bên dưới này là một lớp gạo, gạo giòn anh em ạ. Xong phủ một lớp đường ở đây. Xong rồi một lớp vừng, một lớp mè ở đây. Nó giống cái bánh cu đơ anh em ạ. Vị giống bánh cu đơ ấy, ngọt ngọt cũng được, tạm tạm. Mình là Khánh ở đây chuyên review đồ ăn cho dân văn phòng.